Nam mô Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Bảy đại diện cho tỉnh thất ở đây, kính thưa toàn thể quý bà cô bác và anh chị em, nhân hôm nay cũng buổi chiều là tối rồi đó, thì đây quý vị đến đây đó để rồi tâm sự trò chuyện qua giáo lý của Đức Thầy. Tôi thì đến đây thì không biết nói gì, nhưng vì tình thương để đến đây chia sẻ cùng quý vị qua vài nét đạo đức, để rồi không lẽ đi ngày nay không có món quà tặng quý vị, thì tôi chỉ có là lên đây để rồi tâm sự trò chuyện vài nét thôi. Cái giáo lý của Đức Thầy là như kho tàng pháp bảo gì, ở đây chỉ có cái là mình đến đây là tâm sự trò chuyện để rồi đồng tu đồng tiến. Sau khi trình bày thì cái hiểu biết của mình, cô bác và anh chị em sau khi nghe rồi, sau khi nhắc nhớ lại tôi cái sự thật ra đạo á, đạo lý tầm sâu sâu cạn cạn, và giáo lý của Đức Thầy á là cũng như là dùng nhu biển thánh, mà bây giờ mình mò hoài, mò chừng nào mà đúng đó thì cũng gì đắc đạo. Giáo lý của Thầy mình mò chừng nào mà tìm hiểu nghĩa là theo đắc đạo. Được không quý vị? Hiểu không? Dạ. Kính thưa quý vị, thì buổi tối hôm nay tôi lên đây đó thì trình bày quý vị không biết lấy cái chi, nhưng lấy một câu giảng của Đức Thầy để rồi trao đổi qua rồi mình tìm hiểu. Sau khi tôi trình bày qua những cái ý nghĩa trong đó, quý vị theo dõi nha, rồi bổ chính lại, nếu quý vị không bổ chính quý vị có tội đó. Dạ. Yeah. Vì tôi mà nó có sai là quý vị không nhắc lại là quý vị có tội đó. Dạ. Yeah. Cho nên đó, Đức Thầy nói đó là trong cái thời kỳ hạ quân cùng cuối đó, thì không có tu có pháp nào mà mau đắc, mà mau giải thoát mà cái pháp môn gọi là tịnh độ. Dạ. Yeah. Vậy thì môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụ hành kéo phụ Phật xưa. Cho nên đó, mở cái tịnh thất ha, ở đây hoặc là tu ở tại nhà quý vị cũng mở. Đây là ở đây Cà Mau, xa xôi dưới này là quý bằng đó, rất là ở mày biển, mà biển nè. Mà ở đây mở tịnh thất đây là quý vị hiếm có. À, nhưng mà quý vị là đệ tử của Thầy mới có thể là mở tịnh thất đó, chứ không phải chuyện tầm thường đâu nghe. Dạ. Vậy thì tôi xin trình bày qua hai câu giảng là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Hai câu được gọi không gì? Chứ nếu mình quá thì quên. Nếu có giờ thì nói thêm. Dạ. Vậy thì giáo lý của Đức Thầy đó đưa ra hôm nay đó, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên khùng, nghe thôi là đủ rồi. Hỏi sao sau khi cái thời kỳ hạ quân cùng cuốn này nè, mà Đức Thầy đưa ra hai câu giảng gì đó, tại sao là tu kiếp kiếp thì ổng còn xứng xứng nữa? Tối rồi nói ngồi gì ngủ chân à? Ngủ gì biết hết rồi. Hôm nay Đức Thầy cho biết nghe, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Có bao nhiêu thầy quên chân à? Mà tại sao là tu kiếp kiếp trong cái thời kỳ này mà Đức Thầy biểu mình tu kiếp kiếp quý vị? Đó, chỗ này mới đặc biệt nha. Nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Câu sao tôi quên rồi, kể ra ngã tới sao tiên diệt. Dạ. Vậy thì như thế nào là tu kiếp kiếp? Nói hai cái kiếp kiếp thôi là hết giờ đó. Tu kiếp kiếp nó lẹ cho mau là mau lên, mau mau đi, mau mau kiếp kiếp duyên cần, chúng sanh còn có lập thân buổi này. Vì là trong cái thời gian mà hạ quân đã hết rồi, mà Đức Thầy bảo đó là trong thời kỳ này đó là ba chu kỳ hiểu gì? Thượng quân, trung quân, dạ quân. Một cái quân đó, thứ nhất đó là thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ.
và hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, ủa trung nguyên thượng, trung nguyên trung, trung nguyên hạ, hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung và hạ nguyên hạ, nhìn tới ba chu kỳ mà thời kỳ này nó hết rồi. Đức thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết rồi, vì là nó hết, đã hết rồi đó. Cho nên đức thầy bảo mình tu kiếp kiếp là mau mau tu liền, niệm Phật liền, ăn chay liền, chứ đừng có đợi đợi là ngày mai ngày mốt. Bởi vì là nếu không quá trễ mà, bởi vì tu đó có nghĩa là trao sữa. Vì từ trước nay tại sao là tu ra tưởng nó khó lắm, nhưng mà cái chữ tu là trao sữa, mà trao sữa là chữ xấu thành tốt, chữ dữ thành hiền, chữ tà dạy thành ngay thẳng, chữ tối tâm thành sáng suốt, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành thánh hiền, chúng sanh thành Phật, sanh tử thành niết bàn. Vì thì đây là đức thầy biểu mình tu kiếp kiếp đi. Mà nếu mà không tu nữa dễ dễ gì trở thời kỳ khó gặp đặng ta. À, mà thời kỳ này là hết đời rồi. Đức thầy giới thiệu cho tôi biết thứ nhất, thầy nói là hạ nguyên ngay đã hết đời. Quý vị thấy rõ ràng không? Nó không ba biến chuyển đổi giờ gia can. Ở trong này đó là đức thầy nói cho mình biết đó, là cái hạ nguyên chu kỳ hạ nguyên cùng cuốn hết rồi. Cho nên đức thầy mới là phiên tất cả chúng sanh, là bên nam bên nữ, bên quý ông bên quý bà, đó gán mà tu. Ôi sao vậy? Người ta tưởng đâu tu đó là khó lắm, căng lắm. Nè, vào chùa nè, ha, cạo đầu nè, xuất gia nè, nghe không? Mà không phải, đã tu là trao sữa. Chữ tu chữ đã chạy chạy, phải trao phải sữa nghe thầy dạy thi. Không, vậy là cái tu nó có nhiêu đó. Nhưng mà từ khi nói tu, tu trong sữa. Có người nói vậy là quý vị, tôi tu là tu, có nghĩa là tôi ăn chay không được, chứ tôi cũng tu vậy, tôi làm lành tôi cho tiền người ta, nhưng mà ăn chay không được chứ không, tôi đâu có làm ác gì. Nhưng mà hôm nay đó, tại từ xưa nay đó mặn hay tiếu, đức thầy nếu mình chỉ tu đó là gì, uống lại nè, ăn chay nè, niệm Phật nè, làm lành đó, sửa là hồi xưa nay không biết niệm Phật, cho nên làm hiểu niệm Phật đi. Nếu không quá trễ là hôm nay đó, lúc này đó bệnh lên cái cơn bệnh dịch chết, nó đã hướng qua rồi đó, quý vị thấy năm 2019-20 tới hôm nay là cái gì đấy chưa, kéo dài tới gần 3 năm rồi phải không? Vì thì đây là cái chỗ này đó, cái chỗ này đầu tiên đó là nhờ cái người nào mà tu niệm Phật ăn chay đó là nó được qua cái chỗ này là chúng đó. Và còn nữa chứ không phải hết đâu. Bởi vì trong cái thời kỳ này đó, đức thầy cho biết bệnh đó nha, ông nói là cái bệnh đau này đó là nó vô số kể. Trong cái thời kỳ này nó sanh ra bởi vì mình ăn các loại vật, nên sanh ra các chứng bệnh. Nhiều thôi là mình bệnh rồi, nói bệnh lên là chết, nào là tiểu đường cũng chết nè, sơ gan cũng chết nè, mà là đau ba cũng chết nè. Đau ba là đậu mùa á, mà bây giờ tới đậu mùa cũng như thế không? Vừa qua mới chưa có hết Covid thì tới đậu mùa là bệnh ban khỉ đó, nghe không? Nó nổi lên bực á. Nhưng mà bây giờ nha, đức thầy nó ráng tu đi, nhưng mà sau này đức thầy chỉ thuốc luôn cho mình uống bài thuốc ban của đức thầy, uống vô nó có chính gì, uống vô nó hết trơn bàn, cái rồi nổi lên sức không cũng hết, cái đừng có uống mà có cái lòng tin nha. Cho nên là lớp đau chết thì thôi vô số. Cho nên bây giờ đó là bệnh đó, ôn dịch thường hai ống nữa là cái tổ đau tim đó, là cái bệnh Covid đó là ống nữa đó, mà ta không biết, thấy không? Cho nên ở trong đó nó có đủ cái phổi tim mình nó, bây giờ nó ổng nói tôi biết biết nhưng mà bệnh đó là chết đó. Nhưng mà có người nói tôi không bệnh, không tu
Quý vị thấy không? Ông tu. Thành ra nói là cái bệnh thôi là đủ mình chết rồi, chứ đừng nói cái gì. Còn cái nhân quả đó, hôm nay nó quý vị biết đó. Ông nói tu kiếp kiếp nếu không có trễ đến ngày mai đây tử thần nó bắt rồi đó. Thấy không? Tử thần nó bắt. Bữa nó ba để ngày mai tôi tu. Thì ngày mai tu đâu kịp. Bữa nay tu liền đi. Cho nên Đức Thầy nói tu kiếp kiếp nếu không quá trễ rồi chỗ này. Nhất là cái chỗ mà bệnh nhất tôi không sợ đó, mà tôi sợ tử thần cũng bắt. Vô thường đến bắt đó. Bị bệnh có thể uống thuốc hết, nhưng mà vô thường đến bắt là tiêu. Quý vị, tôi nói thiệt quý vị nha, cái vô thường đó nó không chờ đợi được người đó đó. Bị gì ra? Đức Thầy nói là bị ma bệnh theo hờ biến gót. Thì chỗ đó mới bệnh, nó mới nhầm chỗ này nè. Đó, bị ma bệnh ra nó hót, nó hót hơn ngoài là phải không? Rồi câu sao, câu sao là câu gì đó, thần chết kia ôm hót hót bên mình, thấy chưa, rõ ràng không? Vì thì Đức Thầy giới thiệu chỗ đó đó, nó hót là kể như người nào đó lụm, hót người nào đó lụm. Nhưng mà tín đồ của thầy cũng bị nữa, bị bệnh đó. Nhưng mà nhờ có một cái niệm Phật ăn chay cuốn lại, chỗ này Đức Thầy độ, Phật độ. Hỏi sao vậy? Tôi nói thiệt quý vị đó, cái người cuốn lại đó, Đức Phật độ, Đức Thầy độ, ông thần độ luôn. Nó niệm Phật là có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình một ca. Nói đây tôi nói cho quý vị nghe, ngày xưa nó ủng hộ mùa khang chứ đâu phải ủng hộ cam kim đó, ủng hộ mùa khang chứ đâu phải ủng hộ mình. Nó mộ khang đó, thần tỉnh cần chiêu hỏi cơn hoạn nạn lâm chịu được lên đó, mộ khang là tối sớm vậy đó, tôi quên đó, có thầy ngôi tôi quên rồi đó. Vì vậy đó mà bây giờ đó nha, là niệm Phật có bốn kỳ thần độ mình. Còn không niệm Phật cái lúc mà bệnh này nè, có ông thần nào độ. Uống thuốc vô nó mà bác sĩ bây giờ nó là thuốc đó chỉ có chích trên nằm đó thôi, chứ không có đò, không có trị hết. Tôi quýt cho coi bệnh gì trị hết ta quý vị. Quý vị coi coi đúng không? Rõ ràng ha, đây là nói là tôi chích biết nếu không quá trễ gặp cái cảnh này là thua. Mà nếu không quá trễ chừng đối đầu. Mà bây giờ nói qua cái chân qua chết qua đi. Chừng đối đầu là gặp lại. Lúc mà đau rồi đó, bà ơi cứu con, má ơi cứu con, nội ơi cứu con, không ai cứu được. Rồi tới bắt đầu đem tiền bác sĩ cứu con, tốn nhiều tốn, bác sĩ cũng bỏ tay. Vì thế nào? Vì là cái chỗ này nè, đối đầu gặp cái cơn bệnh nè, cái cơn mà hồi nãy vô thường nó bắt rồi đó, là không thể nào chạy khỏi. Chừng đối đầu, khó kiếm đi khùng. Nó mà nói đi khùng là chỉ cho Đức Thầy đó quý vị, nói cho mau nha, là Đức Thầy đó. Đó Đức Thầy đó là chịu đi khùng, ban gãi như muôn. Và Đức Thầy đó cùng đạo đức, cùng câu đi diệu. Thấy không? Cùng khùng tốn biết âm dương tích điểu, cùng quyền cơ, cùng đạo thích ca. Quý vị thấy chưa? Vậy thì hôm nay cái chữ mà Đức Thầy đã từng đối đầu khó kiếm đi cùng, đối đầu là bây giờ gặp cảnh. Nói hồi qua nói gặp cảnh nha, bây giờ nói sơ sơ thôi, tức đỉnh đó tôi cũng biết, không biết nhiều, biết chút thôi chút. Biết nhiều nói nhiều, tôi nói cho quý vị nha, chừng đối đầu đó, cái cơn bệnh đau nè, cái cơn là hồi nãy ma bắt nè, phải không? Rồi sau này nha, cơn bệnh dịch tới vừa tới rồi, vừa hết rồi, qua tới là cái cơn ma bắt nha. Sau này nó sẽ bắt nó kêu ra ở ngoài trời đó, ở trong nhà quỷ khóc ngoài đường ma rên nữa. Cách này sau này nó dữ lắm luôn, cái đối đầu đó. Quý vị biết hết cái cơn bệnh dịch rồi đó, thì bắt đầu sẽ tới cơn như là tới bệnh đó là hồi nãy là ban trái đó, là ban thủy đó, hết ban thủy rồi đó, mấy cái kia nó chưa hết rồi bắt đầu nó kéo tới là sau này đó. Nói nhỏ nhỏ vậy nha, chừng đối đầu đó, cái chỗ mà đối đầu đó nha, đối đầu là gặp nhau cũng như này, tới là chiến tranh nè. Nói nhỏ nhỏ vậy nghe thôi, đừng một lần tới cái chiến tranh này rồi, gọi là tam đại thế chiến lần thứ ba. Thì tam đại thế chiến thì đây là cái bằng tẩy trần đó, nhất thế chiến năm 1900 là năm 1914 đến 18 hết, nhị đại thế chiến năm 1940 đến 45 hết, tam đại thế chiến chưa có. Thì cấp sửa đối đầu của mình, nói nhỏ nhỏ gì nghe còn nó lớn.
Vì vậy ra nói lớn người ta nghe là mất công, nói nhỏ nhỏ thôi. Vì vậy đó, đối đầu đó là gặp Đức Thầy giới thiệu bên kia là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Mà quý vị thấy trên đó, quý vị thấy trên rồi. Nói hồi xưa năm 1939 Đức Thầy nói là bây giờ cái gì gì là có hết trơn luôn. Đức Thầy nói việc tiên cơ phùng tỏ hết trơn, là bày ra cho mình, bày ra cho mình, không có giấu. Đức Thầy không có giấu, mà không có giấu. Còn Đức Phật Thầy không giấu nữa, Phật Thầy bây giờ còn giấu chi đâu. Đức Thầy tới à, từ đây sắp đến không lâu mà chờ năm dần người nổi bơ vơ. Quý vị thấy rõ ràng không? Ha ha đó, của mình đã bắt đầu là tới cái trận Nga vậy, có sơ sơ gì biết thầy, thấy không? Năm dần nhiều nổi bơ vơ, bước qua năm mẹ như tơ rối cuồng, sắp tới đây nè, còn rối nữa, chưa chơi quý vị thấy không? Tôi nói nhỏ nhỏ thôi, không nói lớn, là bây giờ mình nói các xí nghiệp bây giờ nó đủ chúng ta về, đủ chúng ta về. Ở nay bây giờ đi buôn bán không ạ? Đi mua mình làm cái hoàng quá ở đây, chứ người ta không được. Thì bắt đầu đó là ế, thôi ta cho gì à? Đó quý vị thấy là quý vị giờ biết rồi đó, chẳng nói nhiều. Thì ở đây là mình thấy hiện tại tôi quý vị dòm vô trong cái mạng cái gì trên hết. Nó dòm vô tiếng ta, ta quay lên trong cái thời sự chúng thấy. Nhưng mà quý vị thấy mạng bấm bấm lên tiếp trời quẹt quẹt đó. Tôi ít cơ tôi quẹt tôi không thấy. Nhưng mà Đức Thầy chỉ trong giáo lý tôi thấy. Thấy trong giáo lý đó. Cho nên tôi thấy tôi biết trước mà mấy cái ông này mà phừng 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 đó. Nhưng mà mình đâu dám nói gì đâu. Sau này đó là đó là đối đầu đó. Đó là đầu bên kia nha, nó khởi từ kia đó. Là hết cái năm dần tới vô năm mẹo. Chắc sửa nào quý vị đây là tháng chạp rồi. Nha. Rồi tới là tháng chạp rồi là hết tháng chạp tới Tết rồi. Nha, vì quý vị biết rồi đó. Nhưng sắp tới đây nè, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng luôn. Sắp sửa trầm trọng nha, thế giới nó sẽ khổ và nó chiến tranh, nó qua cái cơn này và bắt đầu nó quánh nhau. Quý vị thấy nó quánh nhau, giành nhau ha, giành ăn với nhau đó, nước lớn nhìn nước nhỏ. Rồi bây giờ nước nhỏ quánh với nhau rồi mình lung tung luôn. Ông ba nó quánh nhau tầm bậy quánh nhau nữa. Chỗ này sau này quánh nhau tầm bậy quánh nhau luôn. Nga, dân nghèo thấy khó dân nghèo thấy thắt quá bèo quá bèo, người khác đâu đâu ta nát, ta nát đâu đâu. Không nói gì thôi, nói gì sơ thôi, quý vị biết hết rồi. Nga, mà bây giờ không công chức biết chỗ này nó là cái đó đầu cái đó nó đang nghèo gì. Nga, nói bệnh đau rồi tới là, mà tới đau binh đó là cái chỗ là chiến tranh nó tới, tràn lan khắp nơi trên luôn. Chứ không phải chơi đâu. Mà chừng đó đâu, là tới chừng đó Đức Thầy chỉ nè. Sau khi qua cái gì đó đó, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp toàn cầu, điệp thiết tha tha, vậy hãy mau kim chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi có lừa. Nếu mà mình tu á, tu mau mau kiếp kiếp thì tới đó thì ra là phải ông cứu, không ai cứu cho Đức Thầy cứu, thấy không? Sau này á, chẳng diễn thôi nước dưng ngửa trái nữa, chiến tranh giờ tới là nước dưng ngửa trái. Khi mà nước dưng ngửa trái rồi quý vị biết đó, tới chừng đó là đối đầu đó. Nãy giờ đối đầu bệnh đau tới đầu từ giặc giả rồi bắt đầu nước dưng ngửa trái nữa. Nhưng mà quý vị biết nước dưng ngửa trái sau này đó nghe, không phải chuyện chơi là núi nổ luôn. Chẳng gì thôi nó nổ luôn. Bởi vì sau này nè, quý vị chơi nhau mà một bọn này tôi cũng nghe là nóc. Vì ông nói núi nổ là sau khi đối đầu mình cũng gặp đối đầu nữa. Chiến tranh giặc giả thì phải núi nổ. Bởi vì giành nhau rồi mình đánh nhau tầm mấy luôn. Mà xưa chắc giờ, bây giờ quý vị thấy cả thế giới luôn. Mà bây giờ chẳng gì thôi nha. Nói với núi nổ nè, núi nổ cách xa gần đều cháy, nước tràn đầy con giải cùng trôi, tranh đời mỗi một lần bôi, có cây đều sạch thu người đều tiêu. Chỗ này hát nữa, có cây đều sạch thu người
điều tiêu cái đèn phải đối đầu không? Nó gọn nó thêm nè, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, nay đã to mà liền chín gà, chúng sanh cứ tưởng tượng ra, kiến kia chết trăm chân gà nát không. Kỳ đại nạn cũng đồng cành nay, khi tấy trần trong tay hải kinh, tay bèo sát bọt linh đinh, xa xa quả xe chúng sinh tử nạn. Ở đầu không? Rõ ràng con này là Đức Thầy ông nói là đối, ở cái này là ông Bồ Tát nói đối đầu đó, cho nên như vậy trong chỗ này là chỗ nguy hiểm. Ở đó đổ nói lại nè, cho nên đó, trong cái thời gian này đó, quý vị sao cũng gọi nhiêu đây thôi, chịu không nói rồi, nước dưng nửa trái chạy nào. Cách này đó chỉ có cái là Nam Mô A Di Đà Phật thì có thiền bát nhã, văn tùng Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cú trì trần gian, gió đưa nước sóng bồm non, bởi vì nước người tu niệm chế sang phỉ tình ai mà ta dạy trắng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thầy rõ ràng có nói đầu không? Rõ ràng chỗ này đó. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt. Mà bây giờ quý vị mà chỗ nào mà nếu mà thầy nói cái này là quý vị nghe rồi đi, làm tiêu mệnh tu đó, tu mau mau cái kiếp là nó đối chỗ đó đó. Nào, chừng đối đầu khó kiếm điện thủng. Hả? Nó nước dưng nửa trái rồi à. Mình phải chi tiêu. Tôi nói nếu mà bây giờ cái người tu nha, nói nhỏ với bà nha, nếu mà tu chiếc này mà người nào mà tu nó thôi giờ tôi ăn chay thôi, niệm Phật thôi, không cúng lại thì không cúng lại, sau khi nước dưng nửa trái cũng chết nữa. Tại sao ăn cơm rồi niệm Phật thì phải cúng lại, sao không cúng lại? Gặp đối đầu người đây là mình tu cậu, mà không tu cậu thì gặp đối đầu, phải không? Nó cho nên nếu mà người nào mà về mà tu mà làm biến cúng nghe là coi chừng, nhưng phải chơi đâu, sau ngày đối đầu đó rồi nước dưng nửa trái rồi anh lên ông ơi cứu tôi với, dắt thầy đi xuống không cho cúng lại nè. Ông nói nhỏ to lời lẽ chớ quên, ngán mà miệng giấy đền đền lên sâu mà không có đền cái chỗ này chân rồi không bỏ ai được. Nhưng mà ông cái mình á, mình có niệm Phật, có ăn chay, có niệm ăn chay tại sao không cúng lại? Nó nhỏ vậy nghe, có người cũng không cúng lại, nó không chơi đâu. Ở trên thế giới này nó cúng lại chi, không có đền gì chứ. Thôi thì tôi ngủ có đã. Tôi nói cho quý vị biết đó, Đức Thầy vẫn nói chỉ sớm với chiều cúng lại thôi, ngày hay thời cúng lại thôi, sau này quý vị giữ như hồi hôm qua cổ có bị đối đầu lắm nữa, chứ không phải chơi đâu. Nếu mà đối đầu mình cần tu cậu nè, cho nên như vậy đó cô bác và anh chị em của mình, bây giờ mình biết tu là trao sữa rồi, vậy thì mình đã là gái làm sao mình cúng lại sớm chiều để như vậy. Mình niệm Phật như nãy đó, đồng đạo mình niệm Phật, cả thế giới niệm Phật luôn. Tôi nói thiệt quý vị đó ha, nếu mà ăn chay mà niệm Phật cúng lại đó, cái bệnh hồi nãy nó bay hết, nó tan hết rồi á. Ăn chay mà niệm Phật mà cúng lại đó ha, là cái bệnh dịch nó không tới nè, rồi bệnh Covid nó không tới nè, chiến tranh nó gặp nó sợ luôn, súng bắn là mình không chết luôn đó. Tôi nói nhỏ quý vị nghe nha, là súng này sau này nó cứ bắn đạn rồi gần gần, sau này thế giới nó bắn bằng hạt nhân điện tử á, nó đâu có cần bắn súng này chứ. Nhưng mà cái người á là ăn chay đó, niệm Phật đó, là đối đầu nó khi mà nó bắn cái bệnh đó, là cái hơi thở đó đó, mình hít cái hơi súng của nó đó, là con nguyên tử đó nghe, là phao không đó. Nó nhổ gì nghe, hôm nay nó làm phải cái chất nào là cá thịt này, là trâu bò ngựa chó mèo đem vô trong á, cái chất đó cho mình ăn. Cái sau khi nó bắn cái hơi nó ra đó nghe, thì bắt đầu mình hít hơi đó, phai vô cái cốt cái mèo nghe. Bởi vì đó là cá nghe, nói đây có bằng chứng là hoàng, chứ không phải chuyện chơi nghe. Nhà khoa học nói đó, tôi chỉ nghe thôi, hơi hơi thôi. Không, cái hàng dẫn cái nói là kỹ sư Nhật, mình nói kỹ sư Nhật nói
Quý vị nghe là sau khi mà Mỹ bỏ hai, ông Mỹ chẳng là Mỹ, hồi xưa mẹ tôi lớn tôi bỏ hai cái bơm, hai cái quả bơm ở qua cái hai hòn đảo ở Trường Kỳ, sau Sawa, Saki, Fushima. Nói gì đi, mình không biết tiếng Nhật, nói gì đi. Thì bây giờ ta khám ra những cái người à ăn chay trong chùa còn sống nè. Chẳng gì to hồi xưa đó, hồi xưa cực khổ hơn bây giờ, bắt mấy người ở tù mà cho ăn muối không rồi còn sống nè. Ăn thịt không có tu mà bắt ở trong tù cho ăn muối cũng còn sống nữa, bị gì nó không có thịt muối đó sống. Còn cái người mà ăn mặn đó là chết sạch, ăn mặn lại ăn 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 cá thịt đó điểm hết cái này là điểm. Cho nên cái ăn chay đó, cái gì thấy ăn chay thôi là nó cũng ngon rồi, đối đầu đó là mình đó là được hưởng cái chỗ này ngon à. Nghe khoa học nói có ích lợi là vô vậy, phải không? Cho nên đối đầu cái chỗ này là mình phải ra nè. Vì tôi nói quý vị đó, nói là sau khi cái người mà làm hạt nhân nguyên tử người ta đâu có tu đâu, ta làm là người ta bắn nhau rồi chết với nhau. Mà người ta còn nói nếu mình kỹ sư đó phải ăn chay từ 10 năm ra làm rồi còn sống, mà ông nào ăn mặn như đó làm chết chết sạch, bị cái hơi thuốc hít rồi để ra ngoài làm xong như suốt ngày cũng chết. Mà thở này làm chi vậy, ăn chay gì chi vậy, thôi tôi luôn đi, không chịu ăn chay ăn hơi đừng chết rồi chứ không ăn chay làm thuốc rồi làm những cái này bắn cho ta chết rồi, quý vị thấy không? Cho nên nó nói mình biết được chứ tôi có biết cái đâu, phải không kinh đạo đó là kinh nghiệm đó nha. Rồi bây giờ quý vị kinh nghiệm nghe lời Phật coi. Vậy ăn chay sau này ông nói tu tiếp tiếp, bây giờ nếu mà bây giờ ngày nay nè mình giàu có tu trễ đi chăng nữa, người tu 20-30 năm rồi mới tu á, nếu mà nghe lời đức thầy chỉ dạy đi rồi ăn chay cúng bái niệm Phật đi, tới chừng đó nếu mà có bắn hạt như liên tử thì quý vị có té ngàn cái bịch xíu không, quý vị cũng đứng dậy bò chạy cho ta. Tôi nói gì đó vậy, cố gắng nha quý vị. Đó, trong cái thời gian này là mình gắn chay niệm Phật đi là tôi bảo đảm 100% vậy đó. Nó có nhiêu đó, hết lợi là có đầu đó là mình nhờ cái là niệm Phật. Đức thầy nói sao? Sau này đó được thảnh thơi là gì? Nhờ chữ Nam Mô Phiên Bổn Đạo ráng mà trì chí. Mà Nam Mô nó phải đọc có đủ nha, Nam Mô hay gì là Phật chứ đừng có Nam Mô. Sau này mà Nam Mô mà không biết Nam Mô đạo nào đó nha, ông ba ông đó đổ mồ hôi cho trẻ ở đời một năm chẳng niệm một Phật trời một câu nghe, rồi chửi lộn muốn chửi cho lâu, niệm Phật mà riêng niệm Phật một câu không dành, gì thấy không? Cho nên là lão kêu niệm Nam Mô gì là Phật mới được, cái đừng Nam Mô gì đây, Nam Mô A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không được, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đừng có nghe người ta ở ngoài người ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Không đủ. Vậy thì nếu mà người nào niệm Phật phải niệm cho tròn nha, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đức thầy nói nào, xưa nay sau chữ lặng tanh chẳng ai chịu có niệm sanh tử tôi, chỉ tâm thì quá ôi, bây giờ dùng tử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới coi mau đào tuôn gần. Rõ ràng cái điểm bạch đó là lần được quá đó. Nha, quý vị thấy đọc đó không? Nhiều thôi. Nha, cho nên đó là bây giờ là ráng nghe đi, nghe là đức thầy chỉ dạy đây, chứ đừng có nghe cho. Bởi vì đức thầy nói xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật gì thì chúng đây. Ông Phật mà ông cứu độ mình rồi là không có ai mà làm mình khổ chứ. Không ai làm mình đau chứ. Giờ có đau ông có chỉ thuốc cũng luôn. Có đau thì thuốc đó mà dần trong bản chữ về nhà kiếm cây nay thầy chịu định về tay tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua thầy về đó. Tới rồi đó. Bởi vì ổng là bây giờ đó quý vị biết không? Bây giờ là ổng đang dạy cho tất cả thế giới.
chẳng vậy thôi dạy trên cõi trời, dạy trước đội địa ngục nữa. Cho nên là ổng như vậy chứ khắp cõi Ta Bà chứ. Có người đó tôi đi chơi vào khắp Ta Bà, mới xuống Cà Mau tôi đi vào Ta Bà. Đừng nói vậy, tôi chỉ đức thầy đó, thầy mới đi dạo Ta Bà trong bài Cha Đét đó. Rồi bây giờ mình tu lâu quá, cái đình đạo mình nói thôi bây giờ thầy ơi tôi tu hết nổi rồi, bây giờ sao gặp cảnh quá, bây giờ tôi cái nghiệp con cũng sạc nghiệp của thầy ơi, bây giờ tôi không nổi. Thì không nổi niệm Phật đi, đức thầy nói niệm Phật đi con, niệm Phật đi, mà không chịu. Ừ đó, gỡ tôi mình niệm là hồi nãy niệm niệm sạch thì thấy không, ráng làm sao mà niệm sạch đi, tôi chưa nói đâu. Sau này còn niệm gần nữa, ông kêu mình hồi xưa nay niệm Phật niệm gần đó. À, ừ. Niệm Phật niệm gần đó. Đó. Bởi vì đó, ông kêu mình niệm Phật cho rằng nè. Nè, hồi xưa nay mình niệm Phật không gần. Cho nên là ông hiểu mình niệm Phật gần, ông nói câu hồi niệm Phật gần gì cái gì. Câu gì nữa? Niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Cảm ơn bạn nha. Nà, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Hồi xưa nay ông kêu mình niệm Phật đi, bạn cho mình gặp cái cảnh hồi nãy tôi kể đó. Nhưng mà thả nay niệm Phật đó, mới có niệm chút xíu mỗi sáng rồi, mà mới đứng nằm ngồi cái quên chân. Đi ra bây giờ cái xa cái chân của tôi đó sụp bắn lỗ, niệm Phật cũng nói như là niệm gần. Bán chân là bán chân, mắc kẻ cũng bắt. Ở đó mà lời lỗ gì? Ông kêu mình gắn tu đi niệm Phật đi, rồi lời lỗ tệ. Bán là bán, buôn bán, buôn bán nào. Vì cái bản kiểu đã niệm Phật, ngồi niệm Phật hoài, cái ta lên giá thì ngồi nhớ hồi bữa nay tiền vô quá, hồi gái niệm Phật tới chừng lỗ cái không chịu niệm Phật nữa. Thấy không? Vì bán chân là bán, đừng nói lỗ đã thì tôi dự bán đi tôi. Bữa nay là lỗ ít mơ lỗ ít mơ lời nhiều. Thấy không? Vậy đó tu là tu vậy đó mà được. Cho nên bây giờ tu quá đừng có sợ. Rồi bây giờ buôn bán ngoài cũng vậy nữa. Thì bán luôn cơ cực tạo tành, mỗi công nuôi lấy tấm thân đừng ham mến việc vi nhân gặp rồi. Ở nay mình bán vô là một ngày 2-3 triệu 2-3 triệu. Mà đi gặp người ta nói là bây giờ tôi giá này tôi chưa bán được nha. Mình bán mình lời là bữa nay gặp cái tờ kỳ này là giá bán được rồi đó. 10 triệu thì 10 triệu cũng được đó. Đừng nói tôi nay tôi mua hồi nãy vốn tôi hồi nãy là 99 triệu 99 rồi. Nha. Chưa được 10 triệu. 9 triệu 9 rồi. Chưa được 10 triệu. Thôi bây giờ ông trả chưa tới giá. Mà mua bao nhiêu? Có 3 triệu bạc. Bán 10 triệu. Mà chưa tới giá luôn nữa. Đã quá lời quá vốn trong thời kỳ bán buôn được đó. Không chịu. Còn nói tiêm muốn bán 11 triệu nữa. Mới chịu mua 10 triệu rồi đó. Tôi mua 9 triệu nữa. 9 triệu 9. Ông trả sao tôi bán được. Mà mua có 3 triệu bạc nè. Quý thấy không? Cho nên gì vậy, niệm Phật chỗ này là muốn lành à. Thôi bây giờ mình bán 12 triệu cũng được đó. Thôi bây giờ phải giá bán phải giá mua. Tôi nói giống thầy đó. Tôi gì không? Nói gì niệm Phật là không có niệm Phật lành á. Nha. Đó nó mới buôn bán nè. Bây giờ trở lại vợ chồng con cái. Trong đây trong nhà tu đó. Ở nay gì đó, bà vợ niệm Phật ở nhà cái. Ở nhà này mày đi kiếm cha này đang gì vậy? Ở nhà này không niệm hả? Đi lại tỉnh thất niệm Phật mày kiếm mẫu mày à? Chứ không? Như vậy đó mà nói được á, thấy không? Tu gì mà tu vậy? Niệm Phật vậy đó, mình ở nhà cũng niệm Phật. Nếu mà người ta Đức Thầy nói nè, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật đi đại ác lên, thì mình rủ nhau, mình niệm. Mà mình tu đó, mình tu, vợ cũng tu mà nói vậy đó, hai chồng tu mà. Cái bắt đầu cái bà vợ đi niệm Phật con chồng niệm Phật thì bà vợ nhà cũng nói vậy đó sao được. Chấm bánh chui mà càng khỏi ngược. Thôi bây giờ niệm Phật chồng tu vợ cũng tu cùng nhau, có khỏi âu từ thế gian niệm Phật đây là phước đức vô lượng vô biên. Đủ nhau phải không? Không đủ. Mà không đủ là niệm Phật không gành á. Thấy không? Hồi nãy chữ người ta đó. Đây là niệm Phật không gành nè. Phải không Tư? Hứ? Đó nhiêu thôi đó. Mình nói bên trong đó. Thấy không? Rồi mới tu rồi Đức Thầy nó là dọn thầy trong mới gọi đặt sinh chứ mang đất là ngoài hết tốt. Nó bây giờ ra là bây giờ nha. Cho thiện ta gần gần một chỗ cũng kêu gần bỏ tôi cũng không cho nữa.
mày nhậu gọi tặng con rồi đó, con mà nói cái cha luôn, con nói mà nói thật mày cứ nói cái cha luôn, tặng con nữa cho mấy người khác nữa, quý vị thấy không? Nhưng mà cái này là nó không rành đó, thế không vậy là đức thầy nó là niệm di đà, cái này có rành thì có này phải cho mượn luôn. Bây giờ con cáo rồi sớm gì gì bây giờ mình mượn cho mượn luôn. Hồi xưa ý là nói mấy người cho dây, rồi đức thầy nói vậy nè, đức thầy nó là cho dây mắt mỏ từ nay bớt, có hỏi mấy thầy bị giúp đời. Còn bây giờ mình tu ngon rồi ăn ca niệm Phật, đức thầy cho tôi cái kiếp đi thì xả đi. Tôi nói xả đi, tôi hỏi cái gì cất nhà này nè, bây giờ trên đất mày thấy đẹp không? Nè, rồi nhà cao cái này đâu bằng, cao ốc kìa, biệt thự kìa, rồi mấy tầng lầu kìa. Mà đức thầy nói ô cái này không có đâu. Đức thầy nói bây giờ gặp có đợt gặp cơn mưa lớn gì đó, nó tung một giờ. Vì thì mình biết là chỗ này là niệm Phật của đó đâu gì. Đức thầy xả rồi tôi. Bây giờ đức thầy đó là nuôi đi hổ phất mấy tò này cung minh kia kìa, thầy dành cho mình nó bánh á, mà không chịu. Bây giờ cái này là phương tiện niệm Phật ăn chay làm lành nha. Nếu bây giờ có gì cho người ta làm lành đi, tôi nói thiệt quý vị đó, mà những người tu đó nha, là nếu mà gặp cái đối đầu rồi đó là không còn cái gì chứ. Mà bên kia đức thầy cất nhà cho mình sẵn gạt, tôi nói mấy ông rồi đừng có lo nha, bên nam đừng có lo, bên nữ đừng có lo, để cho ông Phật lo. Là lo là lo cúng lại niệm Phật đi ha, sao ngẩn lo chứ luôn. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì đó ông nói là lưu ly hổ phất mấy tò đài cung, dành cho kẻ lòng trung chân trực, quân cùng thần nào nước nga vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đâm chào mừng trên tu. Quý thấy ngon không? Nãy giờ tôi kể cái chỗ đó là không có chân tu, không có thiện niệm Phật, cho nên mình niệm Phật cũng có niệm gì đó. Nó kinh giới sáng mày bao nói tụng đạo chi đòi bại luận gì ai cũng nghe nhái anh chơi à, chứ không có định thiện. Thành ra niệm muốn mua ranh. Bây giờ muốn niệm ranh đó là phải là ăn chay niệm Phật cúng lại giữ giới nè nha. Bên trong mình nhịn được, bên ngoài nhịn được. Đức thầy nó là dọn về trong mới gọi đặc sinh kia mang lớp người ngoài chẳng tốt nha. Cho nên nói là nói cái chỗ hơn cái những người này, còn người nào là dọn mình cũng bị dọn về trong hết rồi, cả thế giới này dám dọn về trong đi, tại sao này về thầy ban cho. Tôi nói quý vị đó đừng có dành ham ha, dành nữa, dành gì nào chết cùng đấy. Bây giờ là gán những Phật đi, gán cây đi, nó gọi làm là đi, thì sau này quý vị được ban nữa. Còn nếu bằng không đối đầu tới là thua, kiếm cái thầy không được, không được. Cái giờ danh từ là khó kiếm điên cùng, mọi nhiêu đây giải tới sáng chưa hết. Bởi vì anh thôi ở mới đối đầu hết giờ phải không, thì nào hết giờ nghỉ đó. Đó là thằng mà nói là nghe chúng tôi nghĩ cho tôi nói hoài đó. Kính thưa chú quý đồng đạo, cái mới tôi mới kể sơ sơ qua những cái đoạn mà chiến tranh giặc giả nha, mà chiến tranh giặc giả sau này từng đối đầu là gặp nào, nhất là ở chuyến này nha, là cái dầm nao là gặp ông Nam Treo đối đầu cái nữa. Qua đây và chạy nghe cho đi chiến tranh giặc giả đó, đến chừng đó bốn phương có giặc gõ đầy lúa không có ăn luôn, tôi nói trầm bồ bán cũng không được luôn. Các bạn không được luôn, ở Cà Mau này chạy lên tỉnh là nó chậm lắm, chạy lên núi không cho lắm. Nó nói mai sau người cuộc đất cài luôn nha, mà chạy lộn tài cũng xa, ở Cà Mau này đợi với mũi Cà Mau này chạy lên tỉnh là chết sạch. Bị không có tu rồi chứ đó, chạy lên đó cho kịp. Mà mới vừa chạy tới gần, nếu mà có chạy đi chăng nữa, có xe có tàu chạy tới trên đầm nào thì luôn không chạy hết. Tối đậu quất sạch, bị không có tu, không ăn chay, không niệm Phật thì không quất như sao. Mà tối đầu nha, chừng tối đầu khó kiếm đi cùng, rộng năm chèo nổi lên. Nói nhỏ gì nha, đức thầy kể cái mẫu chuyện đó, đức thầy nói chẳng vậy thôi. Nó ông Năm Chèo đó là ông có thần thông, cho nên ông ăn bên đó trong tiền 500, ngáp bên trong tiền 500 là Đồng Tháp đó, quay bên sông Hậu 500, ở Cà Mau này chạy lên quốc 500, rồi bên Vĩnh Long chạy lên quốc 500, rồi bên kia chạy xuống quốc 500, là chỗ nào cũng chạy vô đó chứ.
Quý vị biết sao không? Nói sao này ông Năm Chè không có ngủ thâm, là sau khi ông có thần thông ông đưa ra, bây giờ tới chừng đó đó, chiến tranh này nó đâu có cơm ăn, vô nào đó với nhau tầm bậy giật nhau chết chết hết, lên trên núi nó có gạo có lúa ăn. Rồi đó đầu đó bắt đầu mạnh ăn nó chạy ra ông Năm Chèo, ông hả người dùng may ở đây cái chợ bán nào là thịt cá ở đường chân, không có ai bán tàu chân cái đó là có gì đâu hết, nào thịt cá thịt heo thịt dê nào thịt bò thịt chó đó đủ chân luôn. Bây giờ ông có thần thông quá gan cái mà chạy vô đó là có ăn, mà người nào mà chạy tới đó đó heo mà ổng lo không có niệm phật trước không ăn chay được đâu nhịn được, chạy vô đây rồi ngáp đời 500 vì là không có đậu nước sạch. Cho nên như vậy là tôi nói nội mà đi qua Năm Chèo đó không ngờ đủ chết rồi đó, thấy không? Nó chẳng vậy thôi, cái chừng nào mà cuối cùng của nó đó là cả thế giới ở ngoài nó cùng 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 bởi vì ba tiếng sấm mình và ngồi dễ dẫn Năm Chèo mới nổi lên. Tôi nghe nó tiếng sấm sấm đầu tiên nó làm Năm Chèo nó lên mã lòng ứng thí ra trầu quan thiên vậy đó, là ông bắt cái tàu trên chỗ là trên cái bến đò Thuận Giang, à cái Thuận Giang qua Dòng Nao đó, cách này là ông muốn nổ thì bắt đầu Năm Chèo bật lên. Ai mà niệm phật cái hen dưới này đó ổng có hiếu cha mẹ một nghe tu mà chửi ông vợ chồng mày chồng cũng chết nữa, cũng gặp Năm Chèo. Cái này là bên nữ nha, ở này chị em mình biết cho không, có con có cháu mình giữ nó là chữ là chữ ông nội cha mẹ tao nói nặng nghe, thấy không? Đó là cái tổ niệm phật không gành đó, con là tu con cha ăn cái mà định chữ là không gành. Rồi bên mấy ông cũng vậy, chữ là bà nội mày nghe thì niệm phật không gành nữa, đó đây là niệm phật không gành hết, mà mình đừng có chữ đồ xúc xúc gì đó xúc xanh nữa cũng gần á. Thôi thì á, nếu mà bây giờ mình niệm phật rồi đó là hôm nay á, tất cả con cháu của mình để thầy dạy nè, nếu con cháu trong nhà thôi nãy giờ thế giới ngoài rồi bắt đầu nói nè, là ông dạy mình đó lỗi lầm chứ có hùng màu, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi, đem lời đức tốt tươi đặng mà giáo hóa dần người chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hơn cho con bắt chước xạ dân mới là chỗ nào. Vậy thì hôm nay là niệm phật chỗ này là đạt nè, còn người nào mà chửi đó nha, chửi con mắng con nè thì chỗ này là niệm phật không cần đó. Của bây giờ nè, dòng họ của mình sanh quanh nghèo đó cứ việc cho đi, tôi đem tiền đem của đi bây giờ cho chi, ông nói bây giờ đó dành dựng làm chi nha, định hơn thua đến việc lý kỳ cũng thả cho xong hết. Tôi cho bây giờ cái nhà biết thử trôi sạch, quý vị thấy mới gửi Vĩnh Long gì đó trôi mười mấy căn nhà phải không, vì trời đó quý vị thấy đó, đây là điểm điểm chừng biết thôi nha. Giới thiệu cho mình ở bên đó bên đây là bắt đầu lo bên Vĩnh Long đó là có sự rồi đó quý vị thấy không, vì đây là có rồi phải anh mới, vì tất cả đây thầy giới thiệu tôi nào là có mấy nó. Rồi sau này nữa nè, nước dưng nửa trái đó mình niệm phật thì sau khi có đức phật giảng đây lâm tên nạn tám phần sai của mình, mà bây giờ chạy xe trên đường niệm phật hoài, đi cũng niệm phật, nói cũng niệm phật, đến cũng niệm phật, nó chẳng vậy thôi chạy xe nó cũng niệm phật, thì đây là quý vị niệm phật chỗ này nha. Còn niệm phật phải gì, cuối cùng đức thầy đã niệm phật ra, niệm phật phải biết đại đức của chư Phật đặng ngày sau chứng quả như ngài, phải biết bốn đức đấy của chư Phật đặng ngày sau chứng quả như ngài, ta cũng nên bố thí thì giới nhẫn nhục để độ tham sân si đó. Bởi vì sau khi đó còn phương pháp niệm phật là biết trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, về cái việc thích trần ấy mà không cho khỏi lòng an lạc phiền não ngăn che chân tâm mờ ác, nên ai hãy thành tâm niệm một niệm phật gian được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm phật thì gian là liền tất cả dòng niệm chúng sanh cho đến khi dứt tâm bất lòng, chừng ngấy dòng niệm đó đã dứt thì lòng ham muốn và phát tinh dục vào đâu đó sẽ được. Nên niệm phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của phật, có lòng của mình nương cái đó mà chẳng còn thuộc niệm trần ai, cần tu thập thiện thì chừng niệm phật cũng có hiệu quả, tu tập thiện dứt được tập ác cũng gọi là tình tăng nghiệp. Vì đức thầy chỉ dạy đó là niệm phật là chỗ này là niệm phật cành,
mà niệm Phật rành đấy đó thì sau này gặp thầy được, mà niệm Phật không biết cũng ngày đức thì không có từ bi hỷ xã thì sau này chân có đầu khó kiếm điện phục, không có kiếm điện phục được làm kiếm đức thầy được. Đức thầy đó là điện phục á, đó vậy là đức thầy chính là cái hiện hồn đó. Hôm nay cô bác dặn chị em chúng ta ráng nha, đồng đạo chúng ta ráng nha, sau khi là chừng đối đầu có kiếm thiên cùng, gọi là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Gì thấy không, không còn nữa, cái người không tu sau này là không còn nữa, có nghĩa là đến khi mà lật đời lại đó thì là gặp cái cảnh đối đầu rồi đó thì mình tu không được. Vì làm sao á mình tu cho mau mau đi, na kiếp kiếp đi chứ đừng có chờ đợi. Người ta nói bây giờ đó để mai tu, mốt tu, tử thần đến tu cũng được. Vì ráng nha, hết rồi không, hết thời gian đang nói gì là hết rồi không. Vậy thì trong cái thời gian này đức thầy nói là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm thiên hùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đứng sau tiêu diệt. Vì là ông nói thời kỳ này hết rồi, phải mua tu mau để rồi sau khi mình tu liếc, tu nhanh, tu lẹ, tu bền, niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, đừng có ngày nào lơi, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi thì được tự thức tưởng tượng A Di đó, nín mô Phật sự lạc hướng giảng sanh, cứ hành như tử ở chỗ dân con người cũng như nơi đâu hội. Quý vị đừng có nói là bà mấy bà này nữa, là chỗ không có người ta, không có người nói nghe. Vàng tiền gì gắn cố gắng là bố thí đi cho nhiều đi, rồi sau này đứa cày bộ hết, gặp cái cơn đối đầu là quý vị cứu được hết. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Vì thì bây giờ do đây rất tăng này, kính thưa quý vị, đức thầy nói là tu tiếp tiếp là bây giờ tu mau mau tu liền, đừng có chờ đợi ngày mai ngày mốt. Nó là tu là tu mà không nói, là trao sổ liền, ăn chay liền, niệm Phật liền, làm lành liền, bố thí liền, tha thứ liền, đừng có hơn ai cho nó. Là bây giờ đức thầy ổng vậy mới là thành Phật thành tiên, còn mình ngày xưa nay mình niệm Phật tu gì tu gì, đi lại cái niệm Phật mà giờ mình tay hả, thấy không, tu gì về mà bữa nay niệm Phật cái tỉnh thất này về cái ông chồng hỏi ơi bà nay bị đâu ạ. Thế nhưng mà chỗ này đó là tu nghinh á, tu gì mà tu nghinh, tu gì mà tu liếc, nghe không. Vậy thì gái nghe cái gì, về tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, nếu mà ta sao tới thời kỳ gặp tối đầu đó, thì chúng ta tu không kịp. Kính thưa chư quý đồng đạo, đừng nói đầu bất kiếp như cùng là sau khi gặp cái hoàn cảnh này không có gặp thầy được. Vì chúng ta gắn công phu hạ thủ công phu, ăn chay niệm Phật, làm lành bố thí và giữ giới, rồi sau này đó thì đức thầy trở về, thầy thầy ban hưởng cho mình. Đức thầy nói cái nhà bên kia thì chết cả, bình đau với nhà nước, nhưng nửa xa lên đây thầy cứu, cuối cùng lại thầy giúp đỡ cho mình hết. Nó, rồi cái câu mà cái người nào không tu đó, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng cách hết tình yêu đương. Nói đủ như vậy mà hết giờ, tôi hết giờ không nói nữa. Đấy, rồi cái đây cũng bí rồi đó. Chính thưa chú vị, thì ở đề tài tôi nói cái đây chứ nếu mà nói tới sáng vô hết rồi nha. Quý vị cho tôi nói đến sáng bây giờ vui, tôi nói chuyện nào ngã ngủ thôi. Tại vì máy này nó nóng rồi, chắc là mới nóng đó. Thì thôi thì đạo pháp vô biên, sức người có hạ, nói kể sơ sơ thôi, đối đầu thôi. Thì quý vị cũng biết rồi, thì trong cái thời kỳ hạ môn cùng cuối đó, là chỉ con cái đó, thì gái nghe lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện đó, về dài mà tu. Nó vậy thì hôm nay mình cúng lại sớm chiều cũng được cái cày cổ rồi á, là nếu mình không cúng lại thì không nói tại sao tu không chỗ này không làm cuối cùng hết rồi. Vậy thôi gái nha quý vị, thì tôi cùng quý vị trong đêm nay thì trò chuyện tâm sự, thì tôi nói không biết chút xíu à, nói chút xíu thôi. Rồi chuyện nào là quý vị gái làm sao đi
trong cái thời kỳ này sao phải biết chừng gối đầu không chứng niệm cùng là không có khúc được hả? Nếu mà tới chừng đó rồi quý vị lại lại Nam Mô Di Đà Phật cho con tu với thầy ơi, nó tu không kịp, tu không kịp ờ vậy đó, thì không có kiếm được thầy thì thua luôn. Dạ vì thì đức thầy nó làm cái không có nói cái câu này là hết nha. Đức thầy nó ra sao cùng, đức thầy nó là ai người tâm đạo đừng con phụ thầy, giữa chừng đàn đức dây vừa vui buổi hiệp bóng thầy lại xa, tình say trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hổ ảnh vô hình chớ danh lòng tưởng chân trần đau lại. Nam mô Di Đà Phật và cầu chúc tu nhị một phim ngon giấc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đi hết rồi, hết rồi.